Jeong Jun yêu một người phụ nữ bí ẩn tên là Seo Ja đã thành công trong việc thay đổi quá khứ bằng cách đến thăm một người phụ nữ có sức mạnh bí ẩn. Tuy nhiên, bây giờ cô đã kết hôn với một kẻ cho vay nặng lãi tên Cheo Je trong quá khứ đã thay đổi. Cheo Je sống trong cảnh bị giam cầm dưới quyền của Seo Ja và lên kế hoạch cho một tình yêu và cuộc sống mới. Trong khi Jeong Jun đau đớn vì hạnh phúc của Seo Ja, số phận của những người đàn ông và phụ nữ đã thay đổi quá khứ của họ. 우리 이 집 사자. 어? 어떤 사이예요? 누구세요? 아는 분이야? 아니, 모르는 사람이야.